点慢，不要走，开门别再放狗。我说了 no 就是 no， 别再对我放电。我说 A， 你说 Hey， 问你要不要 baby， 你说 Oh no。Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nhà trai MC. Chào mừng hoàn thành xong thử thách 5 ngày tìm lại vòng eo của mình. Như mọi người biết thì khi mà Trang bắt đầu cái series tập 1 ấy, thì cái bụng của Trang nó khá là to và nó không hề thấy cơ. Nhưng mà sau khoảng 5 ngày ăn theo chế độ và tập luyện các thứ thì mình cũng tìm lại được cái vòng eo trước kia của mình. Thực ra là đợt này thì Trang ơn hẳn luôn ý mọi người. Mọi người ơi, hôm nay là tập cuối rồi nên là mọi người hãy follow từ tập 1 đến tập 3 của Trang nha. Hãy kết hợp cả 3 tập vào trong một ngày. Tức là mình vừa có chế độ ăn, vừa tập cardio và vừa tập cơ để cái bụng của mình nó thon lại và phẳng hơn. Hy vọng 3 tập này sẽ giúp mọi người tìm lại dáng nhanh nhất. Và bây giờ hãy cùng Trang để bắt đầu cái series ngày hôm nay. Trong clip mỗi động tác Trang sẽ set up 10 giây nghỉ và 30 giây tập. Bạn nào quen thì tập 40 giây cùng Trang luôn. Nhưng mà bạn nào chưa quen thì hãy tập 30 giây và nghỉ 10 giây nha. Động tác đầu tiên đây mọi người ơi, mọi người hãy giữ thẳng lưng nha. Và lần lượt di chuyển cái chân của mình như thế này thì sẽ tác động vào cơ bụng rất là tốt. Mọi người hãy giữ thẳng lưng và gồng chắc bụng nha. Tiếp theo thì nó là gập bụng thôi, là một series rất là quen thuộc khi mọi người tập bụng rồi. Trong động tác này mọi người chỉ cần tập chậm và thở đều thì nó sẽ tựa như các động tác trong Pilates mọi người nha. Thì cực kỳ tác động vào cái cơ bụng của mình ý. Nó sẽ tác động vào cái cơ chéo bụng của mình. Mọi người chỉ cần duy trì khoảng 30 giây đến 40 giây là mọi người cảm thấy những cái cơ bụng của mình nóng lên cực kỳ. Thế mọi người cố gắng duy trì nha. Chỉ có 30 giây thôi nên là mọi người cố lên. Chính xác là trong Pilates time này mọi người. Khi mọi người lên thì mọi người cố gắng giữ chắc cổ nha. Cái cổ của mình vẫn đang hơi cong đấy, mọi người giữ thẳng cổ thì tốt. Và mọi người gồng cái cơ bụng của mình lên và giữ thật lâu, hít thở đều. Nếu mà hít thở đều thì mọi người sẽ kiểm soát được cái cơ của mình dễ hơn. Nhớ hít sâu và thở đều nha. Mệt rồi ấy, mọi người ơi, nếu bác nào mà không tập được tiếp thì cứ nghỉ 10 giây nha. Động tác tiếp theo thì mọi người vừa phải gồng chắc bụng như thế này này, vừa phải hoạt động chân lên xuống thì nó sẽ tác động mạnh hơn vào cái cơ bụng dưới của mình nha. Cố lên nha mọi người ơi, chỉ có 30 giây thôi, cực kỳ nhanh luôn ấy. Tiếp theo nữa, ở động tác này thì mọi người sẽ tác động rất mạnh vào cái bụng dưới của mình. Nên là mọi người phải giữ thẳng lưng nha. Và giữ chặt mông, khi mà mình đưa xuống thì nó hay bị bênh mông. Nên mọi người cố gắng giữ chặt cái mông của mình áp sát sàn nha.
hình là động tác này nè mọi người ơi, vừa phải gồng giữ chắc bụng và vừa phải hoạt động chân đan chéo lên xuống như thế này nha. Mọi người ơi, mình thề là cực mệt đấy. Nếu bạn nào không duỗi thẳng chân thì khi đưa lên đưa xuống mọi người có thể cong phần cổ chân một chút như cha thế này nha, đỡ mệt nhá. Còn lại thì mọi người chỉ cần gồng chắc bụng và giữ thẳng lưng là được. Nhớ hít thở đều, khi mà hít thở đều, kiểm soát được hơi thở thì mình sẽ giữ được cái cơ của mình lâu hơn. Cố lên nhé mọi người. Thì cũng cực kỳ quen thuộc với các bạn hay tập bụng rồi, đó chính là động tác hip toss này. Mọi người có thể gồng chắc bụng lên như thế này và lần lần lấy tay của mình chạm phần gót chân nha. Mọi người nhớ giữ và gồng chắc bụng, hít thở đều mới giữ được lâu nha. Cố lên. Hãy kỳ chặt tay xuống dưới sàn và nhấc cao hông của mình lên. Động tác này sẽ tác động cực mạnh vào cái mỡ bụng dưới của mình. Mọi người thử làm 30 giây xem, thấy cái phần bụng dưới của mình nóng lên trông thấy luôn ý. Cố lên nha mọi người. Cuối rồi mọi người ơi, động tác này sẽ tác động lên cơ chéo của mình nha. Mọi người cố gắng giữ thẳng cái lưng của mình. Do góc quay nên là Trang lúc mà tập thì Trang không để ý được nên là quay có hơi khuất một tí. Nhưng mà mọi người cố gắng đa chéo cái chân đầu gối của mình như thế này nha. Động tác cuối mọi người ơi, thật là giỏi, mọi người đã tập cùng Trang từ đầu đến cuối luôn. Động tác này thì sẽ tác động vào cơ sườn của mình. Mọi người chỉ cần giữ chặt tay như kiểu plank và mọi người lần lượt nghiêng cái thân của mình từ bên này qua bên kia nha. Quan trọng là thẳng lưng nhá và thẳng cổ. Trời ơi, mình đang tập trung tập quá cho nên là cổ ngúi hơi sâu. Cố gắng giữ thẳng cổ nha mọi người ơi. Cố lên. Cố lên nha mọi người. Mệt quá. Cố lên nha.